Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, Phạm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 978. Nhiệm vụ hoàn thành. Người dịch Thành Trung Nam, biên dịch độc hành. Hàng lập thấy tiểu tử gặp nguy, Con người bỗng nhiên co rút. Bên ngoài thân hắn, 475 điểm huyền khiếu đại phóng tinh quang. Thân hình hóa thành một đạo huyền ảnh màu trắng, toàn lực bay đến. Vượt qua chiến đao màu đen, đi đến bên cạnh tiểu tử, đánh ra một quyền tới chiến đao màu đen. Nhưng vào lúc này, chiến đao màu đen chợt đổi hướng, lách qua năm đấm hàng lập chém xuống cổ hắn. Cùng lúc này, hư ảnh cổ thú trên thân đao tỏa sáng hào quang, phát ra một tiếng thu rống, rồi bất ngờ nhảy từ trên thân đao ra, hạ cái miệng to lớn dính đầy máu tươi cắn vào đầu của hàng lập. Một cổ áp lực như núi mạnh liệt ép tới, làm cho đầu hàng lập căng thẳng, ánh sáng huyền khiếu quanh thân hắn ảm đạm xuống. Hàng lập hít sâu một hơi, một nắm đấm khác nhanh như tia chớp, quét ngang qua đánh về phía chiến đao. Đồng thời bên ngoài thân tỏa ra kim quang chói mắt. Hư ảnh kim sắc cự viên hiện ra sau người hắn, đánh về phía hư ảnh cổ thú màu đen. Hai tiếng ầm ầm vang. Ánh sáng ba màu vàng, trắng, đen chạm vào nhau, tỏa ra mãnh liệt. Toàn bộ động quật chấn động rung thiên, khiến cho sa tâm và ác quái cùng quái đầu nhìn ánh sáng vàng, trắng, đen cuốn lấy nhau, vậy mà nhất thời không có tản ra, hình thành một mảng hào quang ba màu, chuyển động quay cuồng. Một đạo nhân ảnh bắn ngược ra, trùng trùng điệp điệp đền vào vách động gần đó, chính là thạch trạm phong. Chiến đạo màu đen trong tay hắn đã bị gãy một đoạn, hoa văn màu đen trên người ảm đạm đi rất nhiều, khỏe miệng rỉ máu, hai mắt tràn đầy vẻ kinh hãi không hiểu được xoay người là về phía cửa huyệt động. Chạy đâu? Vèo một tiếng, thân ảnh hạng lập từ trong quang mang bạo liệt bay ra. Trên mặt tràn đầy nét giận dữ, thân thể nhoáng một cái liền hóa thành một đạo huyền ảnh màu trắng, đuổi theo thạch trạm phong. Trong nháy mắt đã đuổi kịp đối phương rồi. Hắn nền xuống một quyền. Bạch quang chán mắt trên nắm tay hắn bộc phát ra, đáng sợ như một vần mặt trời chói lọi màu trắng hư không trong phạm vi mấy chục trượng xung quanh rùng rẫy kịch liệt. Cả phiến hư không bị năm đấm của hàng lập cuốn theo, ép tới phía thạch trạm phong. Trong lòng thạch trạm phong kinh hãi, toàn thân đại phóng tinh quang. Hòa vàng màu đen ngoài thân lại sáng lên mãnh liệt, hình thành một thần tinh mô ông ánh màu đen. Đồng thời hai tay của gã giang ra, một tấm thuận màu xám từ trong tay áo bay ra. Phía trên sáng lên ba mươi mấy điểm tinh khiếu một tiếng Phật. Tấm thuận màu xám biến lớn gấp 10 lần rồi chắn trước người gã. Thạch Trạm Phong vừa mới triển khai phòng ngự xong, năm đấm hàng lập vừa đánh tới. Xoẹt một tiếng, tấm thuận màu xám và chạm với năm đấm của hàng lập, lại giống như tờ giấy bị nghiền nát xuyên qua. Khuôn mặt Thạch Trạm Phong toát đầy mồ hôi lạnh, hai tay vừa động đang định làm gì. Đột nhiên, đầu óc gã nhói lên đau đớn giống như bị người ta dùng chùy đập vào miệng thét lên một tiếng động tác toàn thân cứng ngắc ngay tại lúc thân thể thạch trạm phong cứng đờ một năm đấm màu trắng nện vào ngực gã tần tinh mô màu đen trên người thạch trạm phong thoáng ngăn cản năm đấm của hàng lập một chút rồi lập tức tàn vỡ ra phốc một tiếng năm đấm hàng lập xuyên qua lồng ngực của thạch trạm phong tạo thành một cái lỗ máu lớn máu tươi phun ra như suối sau một khắc Thân thể của Thạch Trạm Phong bị đánh bay ra ngoài, giống như một khối thiên thạch từ trên trời rơi xuống, trùng trùng điệp điệp, đập xuống mặt đất gần khu vực cửa vào. Ẩm, uhm, một tiếng vang thật to, mặt đất bị lõm xuống một cây hố to, phù cận xung quanh bị sóng xung kích quét qua, đá văng tuần tóe bụi bay mù trời. Mẫu tươi từ trong miệng Thạch Trạm Phong phùng ra dữ dội, thân thể dập nát như muốn chia năm xẻ bảy máu từ các vết nứt trên thân chảy ra từng vụn lớn. Hòa văn màu đen trên người gã chớp lên vài cái rồi trở nên ảm đạm, nhanh chóng biến mất. Huyết mạch hắc vương của ta. Đây chính là lực lượng chân linh huyết mạch thượng đẳng nhất. Làm sao có thể chứ? Trong lúc hấp hối, gã nhìn về phía cánh tay trơn bóng, trong mắt vẫn lộ ra thần sắc không tin được. Ánh mắt hàng lập lạnh như băng, đang muốn bay tới cho gã một kích trí mệnh. Đột nhiên, một đạo bạch quang từ bên trong cửa vào thông đạo bắn ra. Trong hư không tạo thành vòng cung màu trắng. Phốc một tiếng, bạch quang xuyên thủng đầu của thạch trạm phong, hiện ra một cây cốt thương màu trắng, nghiêng vào thân thể của gã trên mặt đất. Trên mặt của thạch trạm phong lộ ra thần sắc kinh hãi, thần thái trong mắt nhanh chóng biến mất, hoàn toàn trở nên ảm đạm vô quang đột nhiên phát sinh biến cố như vậy, làm cho những người khác trong động đều nhìn sang. Khỏe miệng sa tâm nhếch lên một nụ cười lạnh. Ách quái thì nội tâm trầm xuống. Thạch Trạm Phong bất kể thế nào cũng là người bên phe lão. Lúc này lại bị giết. Đoán chừng người âm toán là địch không phải là bạn. Mà dưới tay lão chỉ còn lại mỗi lục hòa phu nhân, có thể nói là thế đơn lực bạc. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng của lão cuốn lên huyền khí ngoài thân tỏa ra ánh sáng gấp bội giống như bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt mà mang long kiếm trong tay lão cũng tỏa ra hào quang màu đen rực rỡ đánh xuống đầu của khôi lỗi hình hổ kiếm quang đi qua hư không vỡ vụn phản phất như một đầu hắc long hung bạo căng xuống xa tâm nhìn thứ cảnh này thì tay điểm pháp quyết toàn thân khôi lỗi hình hổ đại phóng kim quang thân hình biến lớn lên rất nhiều đồng thời há miệng phun một cái vô số quan nhận màu vàng từ trong miệng bay ra, hình thành một cơn lốc màu vàng hùng vĩ. Những nơi nó đi qua hư không rung lên, quét về phía ách quái. Ách quái hư lạnh một tiếng, mang lòng kiếm tỏa ra hắc quang đại thịnh, trực tiếp bổ vào gió lốc màu vàng. Xuy một tiếng, cơn lốc màu vàng trực tiếp bị chém làm đôi. Tốc độ mang lòng kiếm thoáng dựng một chút, nhưng vẫn nhanh như thiểm điện, bổ vào người của khôi lỗi hình hổ ầm um, một tiếng thật to khôi lội hình hổ bị đánh bay ra ngoài vòng vây của tứ tượng chiến khôi hợp kích lập tức xuất hiện một lỗ hổng sa tâm kinh hãi vội vàng thúc giục ba bộ khôi lội khác để tiếp ứng nhưng mà sau khi đánh bay khôi lội hình hổ động tác của ách quái không những không dừng mà càng thêm lòng tính hổ mãnh ánh sáng ngoài thân thiêu đốt mang lòng kiếm trong tay hóa thành ba đạo bông kiếm màu đen vừa thô vừa to bổ vào mặt của ba bộ khôi lỗi ở phía trên. Uy năng của ba đạo bông kiếm này tuy không thể so sánh với một kích xé trời kia, nhưng mà cũng đẩy ba bộ khôi lỗi này lùi một bước. Thân hình ách quái hóa thành một đạo bông trắng bay vụt về phía trước, mắt thấy có thể từ bên trong trận đột phá ra. Nhưng vào thời khắc này, một đạo ngân ảnh khác từ bên cạnh lướt ngang qua, chẳng phía trước ách quái, hiện ra một cổ khôi lỗi cự viên mò bạc đụng mạnh vào thân hình của ách quái. Sự biên hóa này quá sức tưởng tượng, khiến cho ách quái không ngờ tới. Nhưng ngay sau đó, lão liền dương tay, huy động mang long kiếm chém ngang. Kiếm quang màu đen lóe lên, khôi lỗi cử viên mò bạc xùy một tiếng, bị chém thành hai đoạn, nhưng cũng khiến cho thân hình của lão ngừng lại một chút. Sa tâm nhìn thấy cảnh này, lập tức đại hỷ, mười ngón tay động liên tục. Bốn bộ khôi lỗi lập tức chỉnh đốn thế trận lần nữa chắn trước người ách quái. Kim quang lóe lên, một cái đuôi rồng, một cái vuốt hổ, còn có một mỏ chim màu vàng nhanh như điện phong đến, đồng thời đánh lên trên người của ách quái. Ách quái liên tục gào thét, mang lòng kiếm trong tay hóa thành một vòng kiếm quang màu đen, bảo vệ toàn thân nhưng cả người lão bị đánh bay về sau. Một bóng người từ bên cạnh lướt đến, phi thân bay lên khôi lỗi hình hổ. Chính là cô Ngọc lúc trước bị đánh bay trên ngực y bị xuyên thủng một lỗ lớn miệng vết thương chớp động lên ánh sáng kim loại nhưng không có máu tươi chảy ra dường như vết thương đối với y không có vấn đề gì thành chủ trên người ngài có thương tích một mình điều khiển bốn bộ tứ tượng chiến khôi này hơi quá sức chiến khôi hình hộ này cứ giao cho ta cô ngọc nói ra sa tâm nghe thì gật đầu ngón tay khẽ động thu hồi điều khiển khôi lỗi hình hổ giao cho cô ngọc tuy rằng ách quái bị đánh bay nhưng không có bị thương. Thân hình ổn định lại, liền tấn công lần nữa lên trên. Sa tâm được quân ngọc tương trợ, uy lực tứ tượng chiến khôi đại tăng, một lần nữa ngăn ác quái. Bên kia, thạch xuyên không nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy. liếc mắt nhìn lại thi thể của thạch trạm phong ở bên kia, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Lục Hoa phu nhân trông thấy cốt thương màu trắng, ánh mắt liền sáng. Người nào đi ra cho ta Ánh mắt hàng lập nhìn về phía bên trong cửa vào Miệng gầm lên một tiếng Trên người hắn bật phát ra một cổ sát khí đậm đặc Là ta Lệ đạo hữu đừng có tỏa ra sát khí mạnh liệt như vậy Tiểu nữ không thể nào chịu đựng được ai à? Một nữ tử ao trắng đi đến Cười hì hì Đúng là cốt thiền tầm Là người sao Làm sao người tới được đây Hàng lập nhướng mày Ta chỉ là đi lung ta lung tung trùng hợp đến nơi này cũng không có theo dõi lệ đạo hữu lại nói tiếp còn phải đa tạ lệ đạo hữu đã tương trợ để cho ta hoàn thành nhiệm vụ này cốt thiên thầm dường như đoán được suy nghĩ trong lòng hàn lập cười xin đẹp nói hàn lập hừ nhẹ một tiếng nhưng không có mở miệng hỏi gì thêm để cốt thiên tầm ra tay đánh chết thạch trạm phong cũng tốt thạch trạm phong dù sao cũng là đại hoàng tử của dạ dương vương triều giết hắn có thể nói là hậu họa vô cùng. Tầm nhi Lục Hoa phu nhân nhìn thấy cốt thiên tầm, sắc mặt đại hỷ, lập tức chạy nhanh tới. Hàng lập nhìn thấy cảnh này, thân hình vừa động liền biến mất không thấy đâu. Sau một khắc, liền xuất hiện bên cạnh thạch xuyên không. Trên tay nổi lên một đoàn bạch quang sáng ngời, vỗ vào trên người của thạch xuyên không. Dừng tay! Lục Hoa phu nhân nhìn thấy cảnh này thì kinh hô một tiếng, dần dần muốn quay lại nhưng mà đã muộn. Trên thân thạch xuyên không nổi lên một tầng ánh sáng chớp động phập phồng. Bên trong cơ thể truyền ra vài tiếng trầm đục giống như đứt gãy. Cả người lập tức khôi phục tự do, đứng lên. Đà tạ lệ đạo hữu đã cứu ta một lần nữa. Thạch xuyên không chắp tay nói cảm ơn với Hàng Lập. Hàng Lập nhàn nhạt khoát tay. Lục Hòa phu nhân nhìn thế cảnh này. Dừng bước lại bên ngoài cách đó vài chục trường sắc mặt hiện ra vẻ ảo não nhưng trong mắt lại hiện ra một tia giả hoạt hàn lập suy nghĩ gì liếc nhìn lục hoa phu nhân rồi lập tức không để ý tới hai người nhìn lại phía bên trong chùm sáng ba màu bạo liệt xong giờ đã phiêu tán thân ảnh của tiểu tử từ trong hiện ra nhưng mà nàng lúc này không tiếp tục thúc giục khôi lỗi tấn công đứng sững sờ tại chỗ trong mắt hiện ra vẻ khác lạ không còn bộ dạng lạnh lùng như trước. Hàng Lập nhìn thấy cảnh này thì trong lòng khẽ động. Vào lúc này, trái tim trong ngực hắn bất ngờ nhảy lên. Vèo một tiếng, tự động từ trong lồng ngực hắn bay ra, hóa thành một đoàn huyết ảnh bay đến phía cốt thiên tầm. Sắc mặt Hàng Lập biến sắc, ngay lập tức đuổi theo. Thạch xuyên không một bên nhìn thấy cảnh này cũng bay sát theo sau Hàng Lập. Cốt thiên tầm thì trái tim bay vượt tới đây, gương mặt xinh đẹp biến sắc suy nghĩ trong đầu thay đổi rất nhanh, tránh sang phía bên cạnh, không có ngăn cản trái tim kia. Một màn ngoài dự đoán của mọi người xuất hiện. Trái tim biến thành huyết quang, không để ý đến cốt thiên tầm, sau một cái chớp mắt đã chui vào trong thi thể của Thạch Trạm Phong nằm trong hố to. Chương 979 Chủ nhân của giải đạo nhân Người dịch trưởng thiên Chân kiến cảnh này sắc mặt hàng lập biến đổi liên tục Độ loại ý nghĩ xoay chuyển trong đầu không lẽ thạch trạm phong vẫn chưa chết chỉ là đang thi triển bí thuật giả chết nằm một bên chờ đợi thời cơ đoạt lấy trái tim hay sao nghĩ đến đây hàng lập bỗng nhiên cảm thấy khẩn trương trong lòng tốc độ của hắn tăng vọt thêm gần năm thành thân hình thân hình lập tức bổ nhào xuống thể thể của thạch trạm phong vươn tay ra chột một cái một cổ lực lượng vô cùng mạnh ập lên đầu của thạch trạm phong chuẩn bị đánh nát đầu của gã trong nháy mắt. Nhưng đúng lúc này, một tiếng ầm nổ vang dội. Huyết quang chói mắt phát ra từ thể nội của Thạch trọng Phong. Một luồng tiềm lực vô hình bộc phát theo huyết quang, lập tức quét sạch phạm vi vài chục trường xung quanh. Không chỉ đánh tan một trảo này của Hàng Lập, mà còn đánh bay cả Hàng Lập và Thạch Xuyên Không đang bay theo sau. Thân hình Hàng Lập có chút loạn choạng rơi xuống cách đó vài chục trường, sắc mặt hắn vô cùng khó coi tận huyết quang phập phồng trông như một quả tim đang đập nhưng thạch trọng phong là không hề phục sinh như hạng lập dự đoán ngược lại thi thể của gã màu chóng khô héo đi trông thấy biến thành một cái xác quắt queo chỉ trong nháy mắt hạng lập thấy như vậy thì chợt ngẩn ra tiếp theo trái tim kia lại chậm rãi từ trong thi thể đã heo quát của thạch trọng phong bay ra lặng lặng phiêu phù trên không cách cái xác hơn một xích tặng mắt ra huyết quang ngời ngời còn luôn áp lực vô hình kia lúc này đã biến mất vô tung. Ánh mắt hàng lập lấy lên lập tức bay vọt tới. Thạch xuyên không cũng lao theo muốn chụp lấy trái tim kia. Còn tiểu tử vẫn cứ ngây ngốc đứng một bên, không có bất kỳ hành động nào. Tiểu tử, ngươi còn đứng ngây ra mà làm gì? Còn không mau động thủ đi. Sa tâm ở đằng xa trong thiết cảnh này bèn phẫn nộ quá to. Tiểu tử chợt dùng mình, lập tức lấy lại tỉnh táo, nhìn về phía trái tim đang lờ lửng rồi nhấc hai tay định khu động hai con khôi lỗi nọ nhưng đúng lúc này trong mắt nàng bỗng hiện ra vẻ thống khổ hai tay ôm đầu cả người ngã lăn ra đất hàng lập nhanh hơn thạch xuyên không một bước đã chộp được trái tim vào trong tay thân hình nhón một cái đã xuất hiện bên cạnh tiểu tử sa tâm thấy vậy thì cúng lên một tay cấp tốc bấm niệm phát quyết nơi đầu ngón tay lập tức hiện ra từng điểm từng điểm phù văn màu vàng mì tầm của tiểu tử tỏa ra kim quang rực rỡ thần sắc của nàng thoạt nhìn biến thành lạnh lùng một tay vùng lên trường thương màu vàng năm ngón tay còn lại thì không ngừng bay múa tần tần lớp lớp thương ảnh màu vàng kéo theo một làn sóng khí màu vàng quét ngang về phía hàng lộc đồng thời hai con khôi lỗi hình người vừa rồi còn đứng sừng sững một bên giờ cũng cấp tốc nhào đến hàng lập nhíu mày một mặt luồn lách né tránh thương ảnh một mặt chuẩn bị nghênh đón công kích của hai con khôi lỗi kia. Được rồi, hai người các ngươi không nên tàn sát lẫn nhau. Vào thời khắc này, một thanh âm quen thuộc chợt vang lên trong đầu Hàng Lập, chính là truyền âm của giải đạo nhân. Hàng Lập nghe được thanh âm của giải đạo nhân trong lòng khỏe động, không hề dề dưa với hai con khôi lỗi mà nhẹ nhàng lùi về sau. Hai đầu lông mày khôi lỗi dường như cũng dừng, không có tiếp tục truy đuổi. Hàng lập âm thầm suy nghĩ về lời giải đạo nhân vừa nói, mắt nhìn về tiểu tử và Sa Tâm. Thần sắc của tiểu tử vẫn lạnh lùng không đổi, còn trên mặt Sa Tâm lại không giấu được vẻ kinh nghi, vừa vàng nhìn sang hắn. Ánh mắt hai người lập tức va vào nhau, đều phát hiện được sự khác thường trong ánh nhìn của đối phương. Giải đạo hữu cuối cùng người đã hiện thân, nhưng cụ thể người đang ở đâu chứ? Hạng Lập nhanh chóng lùi về sau hơn 10 trường. Thông qua mối liên hệ tâm thần với giải đạo nhân, hắn lên tiếng hỏi. Ta đang bên trong cổ quan tài thủy tinh này. Vừa rồi, khôi tâm của ta hấp thu được một chút lực lượng huyết mạch, nên ta mới có thể tranh thủ cơ hội thức tỉnh. Có điều, thời gian không được nhiều. Người phải nghe thật kỹ những gì ta sắp nói đây. Giải đạo nhân dồn dập truyền âm. Hạng Lập nghe thì hiện ra vô số nghi hoặc nhưng mà không hề ngắt lời y. Lúc trước, ta muốn người giúp ta hoàn thành một đại sự cho chủ nhân. Thật ra, chủ nhân của ta không phải ai khác, mà chính là ta. Thân phận của ta trước đây chính là chủ nhân của tích lân không cảnh. Năm xưa, bởi vì một vài sự cố, đồng thời bị kẻ khác an toán dẫn đến trọng thương gần chết. Vì vậy ta luyện chế một bộ tiền khôi lỗi, hơn nữa lại phong ấn một bộ phận trí nhớ vào bên trong sau đó tiếp tục trải qua vài biến cố khác. Khôi lỗi này mới tới hạ giới, rồi rốt cuộc lại gặp được người. Dạ đạo nhân tiếp tục vội vàng truyền âm. Hàng lập nghe, không khỏi bồi hồi, nhớ lại đủ loại sự tình năm xưa lúc gặp mặt Hoàng Kim Giải tại Ma Nguyên Hải. Đoạn thời gian này nhờ có người bảo vệ, phần thân ta mới có thể bình an đến được nơi đây. Ta mới có hy vọng được phục sinh. Người hãy lập tức mang khôi tâm và bản mệnh tình hạch dung nhập với thi hài ta. Mượn lực lượng khí huyết khổng lồ đã tích lũy vô số năm tháng của nơi đây. Ta có khả năng cô động ra thân thể mới, sau đó phải tiếp tục trải qua giai đoạn dung hợp mới mới có thể triệt để phục sinh. Trong toàn bộ quá trình, không để cho người khác quấy rối. Sự tình lúc trước ta cần người hứa hẹn tương trợ, chính là vì ta mà hộ pháp một lần này. Giải đạo nhân cứ như vậy gấp gáp nói, càng về sau thành âm càng nhỏ, Rốt cuộc hoàn toàn tắt ngấm Hàng lập nghe xong hơi ngẩn ra một chút Nhưng lập tức lắc đầu Khôi phục vẻ thành tịnh trong mắt lao đi như tên bắn Về phía quan tài thủy tinh giữ hồ Thạch xuyên không Nhìn trái tim trong tay hàng lập Muốn nói gì nhưng lại thôi Miệng thở dài ảm đạm Ở đằng xa ách quái đã xâm chú ý tới Khoảnh khắc hàng lập cùng xa tâm Trao đổi ánh mắt Giờ lại trông thấy cảnh này nên không giấu được Vẻ khẩn trương lão hồ to Lục Hoa đạo hữu, mau mau ngăn lệ phi vụ cho ta. Lục Hoa phu nhân nghe, nhìn sang ách quái từ chối cho ý kiến, tiếp tục đứng nguyên một chỗ. Ách quái thấy như vậy thì lập tức nổi giận, cặp mắt tỏa ra huyết quang nhẹ nhẹ, trên người nổi lên từng đạo từng đào huyết quang. Khi tức đại tăng, không rõ lão vừa thị triển bí thuật gì. Màn lòng kiếm trong tay lão, đại phong hát quang mạnh mẽ thêm mấy lần, phát ra tiên kiếm mình như cự long gầm thét. Cánh tay ách quái khỏe động, đang muốn dùng cự kiếm công kích. Đúng lúc này, đằng sau lưng của lão vang lên tiếng gầm rú chói tai. Hai đạo thân ảnh màu vàng bổ nhào tới, chính là hai con khôi lỗi hình người của tiểu tử cầm đại kiếm trong tay, đồng loạt chém về phía ách quái. Ách quái chào mày, lập tức lách mình sang bên cạnh tránh thoát, vùng ngược tay. Mạng lòng kiếm vạch ra một đạo kiếm mạnh đen kịch, phạt ngang thân thể của hai con khôi lỗi Hai con khôi lỗi này cũng phản ứng cực nhanh, không ngừng biến hóa cước bộ, huy động đại kiếm trong tay tiếp tục chém mách quái. Tay còn lại nâng khiên chắn ngàn người, phòng ngự công kích của mang long kiếm. Cách cách, hai thành âm nứt toát vàng. Mang long kiếm trực tiếp chém vỡ hai tấm khiên, rồi lập tức chém ngập sâu vào thân thể hai con khôi lỗi và mắc kẹt trong đó. Có điều, uy năng một kiếm này cũng vì vậy mà hao hết. Tuy nhiên, hai bộ khôi lỗi hình người vẫn chưa mất đi năng lực. Chúng đồng thời ném đi đại kiếm và tấm khiên vỡ. Hai tay mạnh mẽ hợp lại, ôm chặt mang lòng kiếm. Đồng thời thân thể chúng đại thịnh kim quang, liên tiếp xuất hiện những vết nứt, tàn mát ra ba động cường liệt. Ách quái biến sắc, cả người rung lên hai lần nhưng không thể đánh bay hai con khôi lỗi. Liền vội vàng buông kiếm, thân hình bắn lùi về sau nhanh như điện. Hai tiếng nổ đồng trời vang hai vầng kiều dương chói lòa đột nhiên xuất hiện. Hư không phụ cận chấn động một hồi, lộ ra vô số khai nứt. Toàn bộ động quật rung chuyển ầm ầm, đất đá rụng xuống như mưa, làm dấy lên từng đợt sóng lớn trên mặt huyết hồ. Thân hình ách quái hiện ra cách đó mấy trăm trường, sắc mặt vô cùng khó coi. Tuy vậy, là vẫn bình tĩnh nhìn về cổ quan tài thủy tinh nằm giữa hồ. Cùng với thân ảnh hạng lập đang nhanh chóng tiếp cận nơi đó, ánh mắt hơi hơi chấp động không biết đang suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, tử tượng chiến khôi đã bộ nhào đến, vậy lão vào trong. Tiểu tử tượng đang ngồi ngay ngắn trên lưng khôi lỗi huyền quy. Anh quái, có câu, đắc đạo đa trợ, thất đạo quả trợ. Người tội ác tài trời, hôm nay chính là ngày chết của người rồi. Sa tâm cười lạnh một tiếng rồi giơ một tay lên. Tử tượng chiến khôi lập tức áp sát ác quái phát ra đủ loại công kích như bạo táp, che khuất cả người lão. Hàng lập bước nhanh đến bên cạnh quan tài thủy tinh, cúi người xuống, vô cùng cẩn thận đặt trái tim vào trong lồng ngực của Thánh Hải. Trái tim lập tức sáng lên huyết quang. Thánh Hải cũng theo đó tỏa ra quang mang cho mắt, giống như hồ ứng lẫn nhau. Hàng lập lại lấy ra hạt châu màu vàng trên mặt lộ ra chút chần chừ. Trái tim kia tất nhiên là đặt vào trong lồng ngực của Thánh Hải, nhưng hạt châu này cần phải đặt đâu? thì giả đạo nhân lại không hề nói là đặt vào đan điền hay đặt trên đầu lệ đạo hữu hạt châu kia hẳn là bản mệnh tình hạch của thánh hài nên để nó cùng một chỗ với trái tim dung hợp làm một thể mới tốt ngay lúc này có một giọng nói nhắc nhở vang lên trong đầu hàng lập đúng là thành âm của lục hoa phu nhân hàng lập ngẩng đầu nhìn lục hoa phu nhân trầm ngâm một chút rồi cũng đặt hạt châu kia lên trái tim hạt châu đại phóng kim quang lập tức dung nhập với trái tim. Trái tim vốn dĩ đỏ như máu, bỗng nhiên được bao phủ bởi kim quang chói mắt. Màu sắc lập tức biến hóa, chỉ sau mấy hơi thở đã trở thành màu vàng, đồng thời lớn lên mấy chục lần, trùng khớp hoàn mỹ với thi hài to lớn. Trái tim màu vàng đập rộn lên từng nhịp mạnh mẽ, căng tràn sức sống mới. Một quan trụ màu vàng khổng lồ đột nhiên bộc phát từ thánh hài, sông thẳng lên trên, phát ra tiên hú thật to, giống như vì được trùng sinh sau vô số năm tháng mà cuồng hỷ thét dài. Một cột khí tức ba động cường đại như cả một bầu trời sao tràn ra từ cột sáng, khiến cho không gian xung quanh thánh hài rung chuyển kịch liệt. Thân hình hàng lập bị khí thế to lớn này chấn lùi liên tục mấy bước mới có thể đứng vững. Ánh mắt hắn toát ra vẻ hoảng sợ. Mặt hồ cuồn cuộn sông lớn đánh về phía quan tài thủy tinh, dung nhập vào khối thi hài nằm bên trong quản chú về phía trái tim màu vàng trái tim lập tức tuôn ra tường đào tường đào huyết quang lan tràn khắp thánh hải thân thể thánh hải bỗng nảy sinh vô số mầm thịt chúng nhanh chóng hòa quyện với nhau tạo thành một tầng huyết nhục theo đà hội tụ của huyết thủy xung quanh huyết nhục trên thánh hài nhanh chóng gia tăng lúc này khu vực xung quanh hồ máu sớm đã biến thành một mạnh hỗn chiến phần mái vòm đã sụp xuống quá nữa để lộ ra cả một mảng trời Hiện giờ đêm đen đã phủ xuống, chỉ có ánh sao đời trời mà không thấy mặt trăng. Lệ Phi Vũ, người muốn chết sao? Một tiếng thét chật xé toàn màn đêm. Sau đó toàn bộ huyết hồ chấn động kịch liệt. Hàng lập nhíu mày, quay đầu, thì thấy ách quái đang trần trừng hai mắt nhìn hắn. Mặt lão không thể giấu được vẻ kinh sợ cùng phẫn nộ. Tâm tình xa tâm là hoàn toàn tương phản. Trong lòng nàng không... Trong lòng nàng cuồng hỉ không thôi, lớn tiếng phần phó tuyệt đối không được để lão ta thoát khỏi trận cản trở chủ nhân phục sinh vâng cô ngọc và tiểu tử đồng thanh Hồ hai người cuốn quyết bấm pháp quyết thành âm ngâm tụng phát ra tự miệng càng thêm gấp rút gương mặt cả hai trong phút chốc tái nhợt không còn một tia huyết sắc chỉ thấy bên dưới mái vòm khôi lỗi kim long hiện ra bên trong thiên cường tứ tượng chiến khôi dựng nành mùa vuốt chiếm cứ phía đồng biển đồng thuần vân thổ vụ cuồn cuộn không ngớt phát ra thành âm đùng đùng đám vận vụ tỏa ra mùi che khách đặc trưng sóng nhiệt cuồn cuộn lan khắp xung quanh ẩn chưa khi tức ăn mòn cường đại khôi lỗi cự hổ thì nằm sấp tại hướng tây miệng hổ mở to hết cỡ gào thét phóng ra từng trận từng trận cuồng phong phong nhuệ sắc bén như lưỡi đao càng quét mà đi áp lực tự như vạn nhận gia thần khôi lỗi huyện vũ chiếm cứ phương bắc thành quang trào ra từ trong miệng nó như bao trùm trong đó một cổ áp lực nước vô hình khiến cho người ta cảm thấy trầm trọng, trọng như bị núi lớn đè, lại thoáng như bị xa lầy, hành động vô cùng khó khăn chậm chạp. Khôi lỗi chủ tước bay lờ lửng ở phía nam, toàn thân nó là xích diễm đang sôi trào, há miệng hóc vàng, phùng ra một luồng hỏa diễm cuồn cuộn hừng hực, đương chạy mọi vật gặp phải trên đường. Ách quái tuyệt không lường được, sau khi xa tầm giao tứ tượng chiến khôi tuyệt sát đại trận cho hai tên thủ hạ. Dưới sự liên thủ thúc giục của hai kẻ này, lại có thể phát huy ra uy lực cường đại bậc này, khiến cho lão mạnh mẽ bị giam cầm, nửa ngày không thoát được khốn. Trường 980 Hồng Nhan Khuynh Thành Trong lòng ách quái vừa lo lắng vừa căm phẫn, lửa giận lóe lên trong mắt. Làn da, toàn thân bị tưởng tượng chiến khôi công kích liên tục cũng nổi lên màu huyết hồng. Trong miệng lão phát ra một tiếng hét to. Hai chân co lại như cánh cung, đến thời điểm cong hết cỡ, thân hình của lão phóng vụt lên phía trên muốn đột phá tuyệt sát trận ở phía trên. Nhưng mà thân hình của lão vừa mới nhảy lên, áp lực của nước vô hình bên trong thanh quan do huyện vũ phùng ra tăng lên mãnh liệt chủ tước dựa trời cũng điên cuồng phun lửa rào đạt cháy trên người lão lực thiêu tự đốt thấu đến cả lục phủ ngũ tạng ách quái cầu mày đứng nguyện tại chỗ chỉ muốn nhanh chóng thoát thân đi ngăn cản bộ thánh hài phục sinh thế nhưng trong khoảnh khắc lão đứng yên, sa tâm liền giơ tay ném lên một đường vòng cung bò vàng từ trong lòng bàn tay hắn bắn ra phía trên kim sắc điện quang rung lên ầm ầm từ bên trong hiện ra một bộ khôi lỗi giác vàng toàn thân rực rỡ điện quang thân hình nó tráng kiện, cao hơn một trượng, toàn thân bọc giáp che kín cả khuôn mặt. Trên thân hiện ra phù văn huyệt diệu, dày đặc, trong tay không có đào kiếm gì. Chỉ Năm lấy một tấm kim thuận khổng lồ cao hơn năm thước, cả người trầm ổn như thái sơn. Kim giáp hồi lỗi vừa xuất hiện, liền nhảy lên, giống như thái sơn áp đỉnh. Từ trên không, hạ xuân đón đầu ác quái vừa mới cực khổ phá tan được xích diễn do chư tước phong tỏa. Đồ hỗn trướng, cút ngay cho ta ách quái hét to một tiếng nâng lên một quyền đánh tới khôi lỗi nhanh chóng đưa tấm thuận ra đỡ đụng vào năm đấm của ách quái trên tấm thuận vang lên một tràng âm thanh cổ quái tựa như chuông lớn phát ra tần tần sóng âm ép vào nhau tỏa ra dữ dội giống như sóng dữ trùng trùng điệp điệp đánh vào đá ngầm khi thế vượt xa cả núi rừng gào thét ách quái cảm thấy cánh tay bị một cổ mang lực giống như bài sơn đạo hải xuyên thấu qua xương cốt toàn thân chấn động, thân hình bị áp, thân hình bị áp chế mạnh mẽ, một lần nữa rơi xuống. Còn khôi lỗi cầm thuẫn cũng bị lực lượng trên tay ách quái đánh bay ngược lên trời. Thân thể liên tục lăn vài vòng trên không trung. Nhưng vào lúc này, bên trong tứ tượng chiến khôi tuyệt sát trận, xuất hiện thêm một đạo tàn ảnh màu vàng, không hề bị lực lượng trong trận áp chế, nhanh như chớp xuất hiện bên cạnh ách quái. Ách quái vừa rơi xuống đất, lập tức đánh ra sau lưng một quyền hư không nổ đùng một tiếng, xích diễm cùng cuồng phong nhận đều bị đánh tan, tạo ra một lỗ hổng cực lớn. Đạo tàng ảnh màu vàng lóe lên xuất hiện trên đỉnh đầu của ác quái. Kim quang thu liễm hiện ra một bộ kim giáp khôi lỗi. Chỉ có điều nó khác với bộ khôi lỗi cầm thuận kia. Thân hình nhỏ hơn nhiều, cao chưa đến ba thước. Kim giáp trên người chỉ che những chỗ hiểm yếu, nhìn giống như một người tí hon. Hai tay nó nắm một thanh kim lớn màu vàng dài hơn cả thân thể, đâm vào đầu của ách quái. Ách quái xoay người, đánh lên trên một quyền. Lực lượng tinh thần trên nắm tay tuôn ra bốn phía, đẩy phong nhận. Thành quang xích diễm đầy trời lùi ra ngoài ba trường. Khôi lỗi lập tức chuyển thế, xoay kiếm từ đâm sang đỡ. Cả thân hình khôi lỗi nấp sau thân kiếm, bị cổ cự lực đánh bay ra ngoài, rơi xuống đằng xa. Lúc này khôi lỗi cầm thuẫn đã trở lại, đưa tay đỡ lấy khôi lỗi cầm kiếm Khôi lỗi cầm kiếm nhảy lên vai khôi lỗi cầm thuẫn. Hai con, một công một thủ, hòa thành một khối. <laughs> Bước ta tới nước này, ta sẽ khiến cho các người phải trả gia đắt. Ách quái lạnh giọng hét to. Thành nầm vừa đứt, hai ngón tay của lão khép lại chỉ lên trán. Bi tâm lão liền chấp động hồng quang, hiện ra một ân ký màu đỏ thẫm hình ngọn lửa. Ân ký chập chờn sáng lên, sau đó tỏa ra hồng quang đại thịnh. Toàn bộ khí thế trên người lão cũng theo đó mà thay đổi, không tốt. Lão ta muốn dùng nhiên huyết chi thuật. Mau, toàn lực thúc giục trận áp chế. Nhất định là không để cho hắn thoát thân. Sa tâm thấy như vậy, lập tức hét to. Ở cạnh quan tài thủy tình dự hồ, Hàng Lập nghe được sa tâm hét định bay qua hỗ trợ. Nhưng mà khoái mắt hắn liếc qua thân thể vừa mới đầy đủ, hoàng mỹ của Thánh Hài đang không ngừng hấp thu mau huyết ở dự hồ. Trên mặt lại hiện ra nét do dự trong lúc hắn còn đang phân vân, không biết nên tham chiến hay là ở lại thủ hộ giải đạo nhân thì dị biến phát sinh. Trên người ách quái rung động ầm ầm, huyền khiếu trên thân sáng lên, nhưng không tỏa ra ánh sáng màu tuyết trắng, mà xuất hiện màu đỏ như máu. Làn da trên thân cũng đỏ sầm, nổi lên từng sợi gân xanh vàng vèo giống như con rết. Theo đó khí thức toàn thân lão điên cuồng tăng, quanh người phản phất như mặc một lớp áo bảo vệ màu máu trực tiếp ngăn cách lực lượng áp chế của tứ tượng tuyệt sát trận bên ngoài cơ thể. Thân hình lão đột nhiên hướng nhảy lên trên, sau đó không chờ tứ tượng đại trận và kiểm giác khôi lỗi ngăn thì đã hạ xuống. Hai chân hình thành thế trung bình tấn, dậm mạnh xuống mặt đất. ầm lên một tiếng, một tiếng nổ kinh thiên động địa. Toàn bộ không gian dưới mặt đất chấn động ầm ầm, sau đó âm thanh những tiếng nổ đùng liên tục vang mặt đất dưới chân ách quái rung rợi kịch liệt rồi sụp đổ lấy đó làm trung tâm bốn phía mặt đất ào ào bạo liệt tạo thành vô số mảnh vỡ cử thạch bắn ra bốn phía giống như một cơn bão mạnh quét ra bốn phía trong nháy mắt trong phạm vi mấy trăm trường xung quanh tất cả loạn thạch đều hóa thành bột mịn bên ngoài phạm vi này do xung đột cỏ sát kịch liệt văng đầy tì lửa như mưa rơi trong tiếng nổ vang liên tiếp Bốn cổ tứ tượng chiến khôi căn bản là không kịp tránh né, không ngừng lùi lại, chỉ kiên trì được hai ba hơi thở, khắp các bộ phận thân thể bắt đầu vỡ vụn ra. Khôi lội cầm kiếm thì thân hình linh động, lộn một cái, nấp sau khôi lội cầm thuẫn, bị sóng xung kích quét văng ra ngoài. Trong huyết hồ cũng nổ bàn lên những âm thanh đùng đùng, dần lên từng tầng sóng máu cao hơn mười trường, quét tê hướng thánh hài ở giữa hồ. Lông mày hàng lập nhíu lại trên thân sáng hơn 400 huyền khiếu. Thân thể đang đứng yên, bỗng chuyển động, hai tay đồng thời đánh ra những quyền như xâm sét Tiếng anh minh mãnh liệt. Từng thần quyền ảnh chằng chịt liên tiếp hiện, kết thành một bức tượng tinh thần cao lớn, tỏa ra bốn phía, trực tiếp phá tan sóng huyết cuồn cuộn, miệng cử ngăn được đợt sóng này xâm nhập. Sau một lát, tất cả thành thế dần dần lắng xuống. Máy vòm trên đại điện màu vàng ống đã triệt để sụp đổ, nhìn thấy được cả bầu trời bóng tối buông xuống hàng lập thù hai tay ánh mắt đảo qua buông phí chỉ thấy một mảnh hỗn độn tứ tượng chiến khôi đã bị hủy diệt hoàn toàn Mạnh vỡ của chúng xen lẫn trong đá vụn còn hai cổ kim giác khôi lỗi thì không biết bị đánh bay tới nơi đâu bỗng nhiên động tử của hắn co rút nhìn thấy một thân ảnh mềm mại bị vùi một nửa trong đống loạn thạch phía xa hắt xa trên mặt rơi xuống lộ ra một dường nhang tuyệt thế sắc mặt như bạch ngọc, đôi mắt như thu thủy. Không phải là tự linh thì còn là ai? Thân hình hắn lóe lên, bay tới cạnh nàng. Phủi hết đất đá rồi bế nàng lên. Nhìn tự linh lâm vào hồn mê, bụng bị loạn thạch xuyên thủng, khóe miệng chảy đầy máu tươi. Nhăn mặt hiện ra nét thống khổ. Hàng Lập cảm thấy trong tim đau nhói, trong lòng ảo não không thôi. Đây không phải là tự linh vì hậu nhàn trị kỷ của hắn ư. Nếu sớm gặp nhau, thì nàng không cần phải chịu khổ sở như thế này. Vừa nghĩ như vậy, hắn vừa bế tự linh nhảy ra, bay về hướng bên kia huyết hồ. Thân hình hắn sau mấy động tác đã tới bên cạnh đám người lục hoa phụ nhân, nhẹ nhàng đặt tự linh xuống, lấy ra một viên đan dược cho nàng phục dụng, sau đó nói với lục hoa phụ nhân. Làm phiền, chăm sóc nàng một chút. Thần sắc của lục hoa phụ nhân ngưng trọng, chỉ gật nhẹ đầu không nói gì thêm. Cốt thiên tầm đứng bên cạnh, âm thầm đánh giá tự linh, Khóe mắt hiện ra một tia cảm xúc phức tạp. Cầm chế trên người thạch xuyên không, tuy đã được lục hoa phu nhân cởi bỏ, nhưng mà thường thế trên người không nhẹ, giờ này cũng chỉ có thể ngồi dựa ở một bên, không thể nào tham chiến được. Làm phiền rồi. Hạng Lập nói một câu, sau đó thân hình nhảy lên, bay về phía bờ bên kia. Trong hố sâu phía trước, toàn thân ách quái đỏ sọng. Huyết vụ trên người bừng bừng, một tay nắm lấy cổ của quân ngọc, từng bước đi về phía huyết hồ. Ánh mắt hạng lập đảo qua, liền thấy đan điện của quân ngọc đã nổ tung thành lỗ lớn, đầu nghiêng sang một bên, đã hoàn toàn chết. Tiểu tử Trên con đường tới đây, tất cả đều nằm trong kế hoạch ta. Chỉ có người là dị số. Trong lúc khắp huyết đại trận, người đã bắt đầu pha rối nhiều lần làm hỏng kế hoạch của ta. Thực tế ta rất thích loại người phá hoại, không tuân thủ quy tắc như người. Nếu như người không phục sinh bộ hài cốt kia, ta thật tâm muốn thù người làm đồ đệ, truyền thụ toàn bộ y bác cho người. Đáng tiếc, hôm nay người cũng phải chết. Ách quái vừa nói vừa tiền tay ném thi thể của côn ngọc ra đằng xa, rơi xuống thạch bích nát bét. Y tốt của ách thành chủ, lệ mộ tất nhiên là bao đắp gấp bội Hàng Lập cười lạnh một tiếng không hề sợ hãi nói, thành âm băng hàng thấu xương. Vừa dứt lời hắn vận chuyển vụ hóa vì thăng công tiếp cực hàng, thân hình nhoáng một cái biến mất ngay tại chỗ. Ách quái thấy như vậy, cười lạnh một tiếng, nắm tay đanh tới bên cạnh một quyền. Chỉ thấy quyền kia do nhiên huyết bí thuật, quyền cường như sấm, rung động ầm ầm khi thế như vụ bão làm cho người ta kinh sợ. ầm một tiếng nổ đùng vang. Phía dưới nắm tay ách quái, một đạo kim quang sáng lên, nhưng không phải thân ảnh hàng lập, mà là là kim giáp khôi lỗi cầm thuẫn. Nó chẳng biết xuất hiện từ khi nào, nắm tay ách quái đánh trúng vào tấm thuận khổng lồ cao hơn năm thước kia. Mặt thuẫn như mặt hồ nổi lên từng gần sóng màu vàng, Tần tầng sóng âm dập dần như nước, rồi như sóng lớn vỗ bờ, trùng điệp phản chấn mà quay về. Khôi lỗi cầm thuẫn dùng lực đã lực, lấy chính lực lượng mạnh liệt của ách quái để triệt tiêu lẫn nhau khiến cho bản thân nó có thể trụ vững tại chỗ cầm cự với ác quái. Chương 981: Tới lượt ngươi, người dịch trưởng thiên. Cùng lúc này, một thân hình thấp nhỏ đột nhiên xuất hiện ra từ sau kim thuận, thoạt trông giống như một con khỉ lông vàng vô cùng linh hoạt, trực tiếp bay vọt qua đỉnh đầu quái quái. Nó nắm một thanh kim kiếm to lớn trong tay, hùng hăng chém vào cổ lão, trên thân đại kiếm màu vàng chỉ chích tinh khiếu vừa chém ra đã bộc phát toàn bộ lực lượng tinh thần ẩn chứa bên trong khiến cho xung quanh lưỡi kiếm như được bao bọc bởi kim khí cường đại như một quần lửa hình răng cưa cháy phần phần ngay tại thời điểm chém tới lực lượng tinh thần của kim kiếm vùng ra va chạm với tầng huyết vụ bao quanh thân thể ách quái tỏa ra vô số đốm lửa nhỏ văng khắp nơi phát ra tiếng tranh minh chói tai một kiếm này tuy cực kỳ mạnh mẽ ác liệt nhưng vẫn không tài nào phá vỡ tầng huyết vụ quanh người lão. Căn bản là không cắt được vào trong. <laughs> Chút tài mọn mà thôi. Ách quái tỏ vẻ khinh thường. Vừa nhất lời, lão đột ngột thu lại năm đấm đang nền xuống bề mặt kim thuẫn. Trước khi phong năm đấm ra, toàn bộ cánh tay phải bỗng nhiên phình to thêm một vòng. Nổi lên cơ bắp cuộn cuộn, tự như dùng đao búa điêu khắc mà thành. Cảm giác tràn trề tinh chất bạo tạc. Oanh một tiếng nổ vang, một quyền này của ác quái giang xuống bề mặt của kim thuẫn. Tình khiếu trên kim thuẫn không ngừng sáng, đem lực lượng công kích phản chấn ra ngoài, tạo thành tầng tầng sóng ngầm lan tỏa. Thân hình ách quái lại nhúng thấp xuống, để cho cổ lực lượng phản chấn kia lướt qua người lão, trực tiếp đánh bay con khôi lỗi cầm kim kiếm đằng sau người. Cùng lúc này, hữu quyền lại oanh kích trên kim thuẫn một lần nữa, nhưng không đợi sóng ngầm kịp phản chấn. Tạ quyền đặt cấp tốc giang xuống lệ khi thế từ ngàn cân mà đập trên mặt thuẫn. Một loạt tiếng nổ mạnh liệt vang, song quyền ách quái như vụ bão không ngừng nền xuống kim thuẫn. Kim thuẫn vốn dĩ phản chấn ra sóng ầm, nhưng hiện tại liên tiếp phải hứng chịu công kích của ách quái, khiến cho áp lực trên bề mặt nó không ngừng tích lũy và gia tăng. Chỉ trong nháy mắt, cực hàng thừa nhận áp lực của kim thuẫn đã bị đột phá. Một tiếng nổ ầm thông thiên vang lên dữ dội. Kim Thuận bị đánh cho nổ tung. Một cỗ lực lượng vô cùng cường đại bộc phát ra, trực tiếp thổi bay con khôi lỗi đang cầm Kim Thuận. Ách quái cũng bị chấn lùi vài bước, hai chân lão cắm thật sâu xuống mặt đất mới miệng cưỡng trụ vững. Hàng lậm lúc này tự như không bị vụ nổ làm cho ảnh hưởng, vẫn lăn không mà đi. Thân hình hắn giống như một chiếc lá giữ cơn cuồng phong. Giữa chân phát ra rung động ầm ầm, chỉ sau mấy cây lách mình đã xuất hiện trên đỉnh đầu của ách quái chỉ thấy hắn lộ người một cái xuống rồi lao xuống dưới. Thiện sát trấn ngục công trong người vận chuyển đến mức cực đại. Hơn 400 huyền khiếu trên người toàn bộ sáng. Một quyền mạnh liệt dán vào huyệt bách hội nơi đỉnh đầu của ác quái. Lực lượng tinh thần vô cùng dài đặc bà bọc lấy quyền đầu. Ngưng thực tạo thành một quyền ảnh màu trắng lấp lóe tinh quang. Tự như một phiến hư không tinh thần đang vây quanh. Sức mạnh chứa đựng trong một quyền này là càng khiến cho người ta trợn mắt liếu lưỡi. Ách quái tuy vẫn buộc mực, mực lưu tâm đến động tĩnh của Hàng Lập, nhưng cũng không ngờ rằng đúng lúc này hắn lại ra tay. Dưới tình thế cấp bách không kịp gia tăng phòng ngự, lão chỉ có thể cố gắng hết sức, nghiêng đầu nhìn sang một bên, còn toàn lực vận chuyển công pháp đối chọi với quyền này. Nằm đấm của Hàng Lập trượt qua đỉnh đầu quái quái trong khoảnh khắc, nhưng quyền ảnh trắng như tuyết vẫn kịp để lại trên mặt lão một vết rách thật dài, để rồi toàn bộ quyền kinh trùng trùng điệp điệp dán lên trên đầu vai oanh một tiếng vàng thật to mặt đất dưới chân ách quái ầm ầm vỡ nát vô số đá vụn văng lên tung tóe rồi biến thành bột mịn ách quái thất thủ ngã quỳ xuống thân hình của lão bị vùi trong đống loạn thạch hạng lộc không hề dừng hai cánh tay vùng lên liên tục quyền ảnh như sao xa trùng trùng điệp điệp giáng xuống tạo thành một hội nổ vang đùng đùng mặt đất cũng bị chấn động rất mạnh khói bụi mù mịt tràn ra xung quanh Lục Hòa phụ nhân từ xa trông thấy một màn này, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặt đất sụp đổ không ngừng tạo thành một cây hố thật sâu, kéo theo cả thân hình hàng lập và ách quái. Thoáng cái đã không nhìn thấy hai người đâu. Một lúc lâu sau, từ trong hố phát ra một tiếng nổ vang. Thân thể hàng lập đột nhiên từ lòng hố vang lên, bay vọt lên không phóng ra bên ngoài. Ngay sau đó một bóng người đỏ tí cũng vọt ra bám theo sau, đúng là ách quái cả người lão chồng chất vết thương thoạt nhìn thì thấy máu tươi đầm đìa nhưng thực tế chỉ là bị thương ngoài da một chút căn bản là không đáng bận tâm có điều đột nhiên bị hàng lập đánh cho tối tăm mặt mũi đã khiến cho lão thực sự nổi giận sau khi lao ra khỏi hố sâu thân hình ách quái nhẹ nhàng đáp xuống một bên lão lạnh lùng nhìn hàng lập cách đó không xa đang lão đạo đứng thì cười lạnh nói trách không được tiểu tử người là có thực lực bậc này, nguyên lai cũng tu luyện thiên sát trấn ngục công. Không biết, pho tượng mà người đang cất giấu là tòa thư mấy. Trải qua một phen giao thủ vừa rồi, Hàng Lập đương nhiên cũng nhận ra, công pháp mà ách quái đang tu luyện cũng là thiên sát trấn ngục công. Hơn nữa, đạo hành của lão cao thầm hơn hắn rất nhiều. Chẳng hay, ách thành chủ đang tu luyện theo pho tượng thư mấy. Hàng Lập nhổ ra một bụng máu, nhuện cười hỏi ngược lại trong bốn pho tượng năm xưa bị ma quân tận lực phân tán ra. Ta chỉ lấy được hai tòa. Thiết nghĩ pho tượng trên người ngươi không phải tòa thứ nhất, mà chính là tòa thứ tư. Nhưng dù là tòa thứ mấy, cũng đều tốt. Ách quái không hề che giấu sự tham lam. Chi bằng hai chúng ta cùng lấy ra trao đổi như thế nào? Hàng Lập bỗng nhiễu mày nói. <laughs> Việc đã đến nước này rồi, mà lệ tiểu tử ngươi vẫn còn tâm tư đùa cợt hay sao? Ách quái nghe thì cười cười. Vừa dứt lời thì mặt đất dưới chân lão đột nhiên nứt toát. Một bóng người màu vàng lặng lẽ xông ra. Hai cánh tay nó luồn dưới nách của ách quái rồi hướng lên trên, gắt gào kẹp chặt lên lão. Bóng người màu vàng không phải ai khác mà chính là con khôi lỗi vừa bị bị đánh vợ kim thuẫn. Trên người nó vang lên tiếng lách cách của cơ quan chuyển động. Kim giác quanh thân tự động phân liệt giải khai, biến thành từng đào, từng đạo kim cô, tràn nghiêng ách quái. Kim cô dày đặc phù văn, tỏa ra lực lượng giam cầm vô cùng mạnh mẽ. Đồng thời, còn khôi lỗi cầm kiếm còn lại từ dưới đất chui lên, quăng kiếm sang một bên, nhảy mọt lên bám vào ngực của ác quái. Đồng thời thân thể nó cũng phát ra thành âm lách cách. Kiểm giáp trên người nó, theo tiếng đó tách ra, rồi dung nhập với đám kim cô của con khôi lỗi cầm thuẫn này. <laughs> Nghịch tặc, chịu chết đi! một tiếng thét điên cuồng từ đằng xa truyền đến đúng là xa tâm đang nổi lên cơn đại nộ lời còn chưa dứt phù văn trên người hai con khôi lỗi liền sáng lên rực rỡ hóa thành một vần bạch quang cho mắt bạo liệt nổ tung vụ nổ khiến mặt đất rung lên dữ dội ầm ầm gào thét xông thẳng lên trời xé tan màn đêm tịch mịch bạch quang chói lòa tự như mặt trời giữa trưa soi sáng toàn bộ mảnh thiên địa trong động quật khiến người ta không dám mở mắt nhìn thẳng Hạng Lập đã sớm đoán biết được mà lùi thật xa từ khi nào tận lực tránh né vụ nổ. Sông khí của bào càng quét xung quanh, không một ai nhìn thấy rõ tình huống bên trong. Qua một lúc lâu, thành thế vụ nổ dần dần lắng xuống, khói bụi cũng theo đó mà từ từ tan đi. Hạng Lập nheo mắt nhìn, chỉ thấy nơi chỉ thấy nơi ách quái đứng lúc trước đã biến thành một cây hố đen khổng lồ sâu hoắm. Ách quái trờ trọi một mình đường diện đáy của hố sâu y phục toàn thân lão đã nát bươm để lộ ra làn da đen thẫm khác thường không phải màu đen do bị đốt cháy mà là làn da đen sáng bóng vô cùng quỷ dị ẩn ký đỏ thẫm nơi mì tâm của lão giờ đây trở thành trắng như tuyết miệng ách quái phát ra từng tràng tiếng cười cổ quái kinh hãi nhân tâm thân hình của lão theo tiếng cười đã hóa thành một đám khói xanh biến mất tại chỗ trong nháy mắt từ xa vọng lại một tiếng nổ vàng chỉ thấy thân hình của Sa Tâm bị đánh văng lên không. Ách quái như một cây bóng đen kịt bám theo nàng sang sát, một hơi tuôn ra cả trăm quyền. Toàn thân Sa Tâm phát ra tiếng nổ đùng đùng không dứt, cả người bị đánh nát giống như một bãi bùn nhão rơi xuống phía dưới, không rõ sống chết ra sao. Tốc độ của lão ta đã nhanh hơn, lực lượng lại càng mạnh hơn. Hàng lập nhìn một màn này thần sắc căng thẳng vô cùng. Đừng gấp, giờ tới lượt người. Sau khi hai chân chạm đất, ách quái quay đầu nhìn về hàng lập rồi chậm rãi nói. Thành nầm cô lão từ hồ cũng phát sinh biến hóa. Từng chữ một lọt vào tai người nghe, khiến cho họ cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Đột nhiên, đồng tượng hàng lập co rút, mũi chân hắn mạnh liệt đạp đạp xuống đất, cấp tốc thổi lùi. Nhưng trước mắt hàng lập chợt nhoáng một cái, một thân ảnh màu đen đã bắt kịp hắn cặp mắt ách quái đỏ vàng lên những tia máu, từ hồ có chút mất lý trí. Lão nâng lên một quyền rực rỡ hào quang tinh thần, đánh thẳng vào lồng ngực của Hàng Lập. Hàng Lập không dám chủ quan, toàn lực vận chuyển thiên sát trấn ngục công, đồng thời âm thầm điều động huyết mạch lực lượng bên trong người. Huyền khiếu trên hai tay hắn đột nhiên sáng rực, cờ bắp như được bầm phồng lên giống như hai cánh cổng vòng lâu vững chắc, bảo vệ lấy cơ thể hắn. Cùng lúc này thể nội của Hàng Lập đột nhiên sinh ra một cảm giác vô cùng kỳ dị. Hai cánh tay đột nhiên xuất hiện thêm một loại lực lượng đặc thù, cảm giác không giống với lực lượng chân linh huyết mạch và thiên sát trấn ngục công, nhưng lại mơ hồ có chút liên quan. ầm một tiếng vang lớn. Không đợi hắn nghĩ thông, một luồng mang lực cuồng bạo vô song đã nhang xuống hai cánh tay đang che chắn trên người hắn. Hàng lập hứng chịu chấn động mạnh tới nổi, hắn cảm thấy một áp lực cường đại vô cùng với một hồi đau đớn tận xương tuỷ. Hai tay hắn cơ hồ muốn nổ tung. Thân thể hắn lập tức bị đánh bay và trên mặt đất một vệt dài mấy ngàn trường, rộng gần trăm trường, rốt cuộc đập vào vách đá sau lưng thì mới miệng cưỡng dừng. Vách đá cao hơn mấy trăm trường, ầm ầm vỡ vụn. Loạn thạch rơi xuống thành một đông lớn, vùi lấp thân thể của hàng lập. Hắn chỉ cảm thấy hai cánh tay tê dại một hồi, sau đó thử nhúc nhích một chút hóa ra vẫn chưa bị đánh nát. Lúc này ác quái đang vận dụng tình huyết đồng nhiên là phương pháp hùng hiểm nhất trong bí thuật nhiên huyết. Thời gian sử dụng càng lâu, sau này hứng chịu cắn trả càng thêm nặng nề. Đương nhiên, lão đang muốn tốc chiến tốc thắng, không cho hàng lập được cơ hội thở dốc. Không hề do dự tiếp tục lao lên công kích. Quyền ảnh rậm rạp như cuồng phong bạo vũ, không ngừng đánh xuống đám loạn thạch phát ra từng trận, từng trận nổ vang như huyền lôi, cuồn cuồn vang vọng cửu thiên. Vách đuôi sớm đã bị đánh nát, nay triệt để biến thành bột mịn. Tự giữa đám bụi mịt mù vang lên một tiếng gầm đầy phẫn nộ. Thân hình khổng lồ của sơn nhạc cử viên với bộ lông vàng ống đặc trưng đột nhiên lao ra, vùng lên năm đấm xù xì to lớn nện xuống đầu của ách quái. Thân hình ách quái chỉ vẹn vẹn lớn bằng cây năm đấm của cử viên nhưng là vẫn phóng ra một quyền. Một thành âm chấn động cực kỳ lớn vang lên. Một cổ khí thế cuồng bạo tự như núi lửa phun trào tràn ra, mang theo một sức mạnh tràn trề mà hàng lộc cũng bất ngờ cuồn cuộn đánh về phía ách quái. Trong mắt ách quái lóe ra vẻ kinh ngạc rồi biến mất. Một quyền vừa rồi của lão đánh vào cử viên do hàng lập biến thành, bị bật lùi trở lại. Thực tế hàng lập không chịu nổi quyền này thân thể cao lớn, một lần nữa lảo đảo, ngã sấp xuống. Nhưng cự viên vừa ngã xuống, đã lập tức lăn một vòng. Trên người điền cuồng phóng ra lôi điện bàn bạc, chợt hóa thân thành lôi bằng. Hai cánh dạng rộng sát mặt đất rồi lướt nhanh. <laughs> Muốn chạy sao? Chạy đi đâu? Động từ ách quái co rút rồi quát to một tiếng. Trường 982, cho người mượn dùng một lát. Người dịch tiểu mình. Ách quái vừa mới dứt lời, cả người bỗng nhiên lóe giống như một tia chớp đen. Xoẹt một tiếng chợt xuất hiện trước người Hàng Lập, một trưởng thò ra như buông bóp lít cổ hắn. Dường như Hàng Lập đã xâm đoán ra được, ngay thì lão đưa tay ra, trong nháy mắt hắn liền dừng, tranh thoát tập kích của lão, rồi nhanh chóng lượn vòng. Không những vậy tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên gấp đôi, bay nhanh về phía bên kia hồ. Thời điểm điện mang bay xuống gần sát mặt hồ thì bỗng nhiên ngân quang thu liễm, một lần nữa hiện ra thân ảnh của hàng lập. Ác quái vẫn đuổi sát theo sau. Không ngờ, tiểu tử người biết không ít trò lừa bịp a. À. Ách quái cười lạnh một tiếng, lần nữa giết tới. Hàng lập thấy như vậy không lùi mà trực tiếp ngành chiến với lão. Hắn ngầm thầm vận chuyển thiên sát trấn ngục công. Không nhận thế chân linh huyết mạch trong người cũng theo đó mà rụt địch. Sơn nhạc cử viên cùng huyện vũ huyết mạch đồng thời kích phát. Bỗng nhiên, một cánh tay phồng lớn, phía trên mọc ra lông vàng giống như cường châm. Trên mu bàn tay cũng hiện ra từng mảnh giáp phiến hào quang màu xanh. Chỉ thấy một quyền của hắn đập mạnh ra, trên cự quyền tình quang được rõ, lại có lớp mai rùa huyện vũ che chắn đụng vào một quyền của ách quái đang đánh tới. Ẩm một tiếng, một tiếng vàng cực lớn truyền ra, hàng đập chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn như muốn nứt gãy cả thân hình hắn bị lùi về một bước, cũng không bị đánh bay đi, mà trái lại ách quái cũng bị lùi lại một bước. Dưới sự thôi động thiền sát trấn ngục công, vậy mà chân linh huyết mạch lại có thể bộc phát ra uy lực mạnh như vậy, đến hắn cũng hơi bất ngờ. Sắc mặt ách quái ngưng tụ, trong mắt nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Những ngày sau đó, là xài chân bước tới, bỗng nhiên thân hình lao tới trước người hàng lập. Trên cánh tay tối tăm nổi lên một tầng tinh quang, liền vùng lên một quyền đập về phía hàng lập. Một quyền này của lão đánh ra không hề có âm thanh gió gào đít, cũng không có lực lượng thiên quân, nhìn như nhẹ nhàng nhưng tốc độ lại nhanh tới cực điểm. Hàng lập có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, đành phải vận chuyển lực lượng huyết mạch huyền vũ, đưa ngàn tay đón đỡ phía trước. Đường vân mai đùa chưa kịp ngưng ra trên cánh tay hắn, đã bị một quyền quét quái đánh tan ra, cả người bay ngược ra ngoài cả người hắn trượt sát trên mặt nước, tạo thành sóng máu cao ngàn trường. Sóng máu vàng về phía bên kỳ hồ, ngã bên cạnh tự linh. Ách quái thấy vậy cũng không tiếp tục truy kích, mà rất nhanh lướt sóng đi tới giữa huyết hồ. Ánh mắt của lão nhìn vào thánh hài nằm trên tấm tinh thạch màu máu, trong mắt lộ ra hồi ức oán hận cùng với vẻ mặt phức tạp không cam lòng. Bàn tay nằm ngón của lão nhập lại như dao, bất chợt đâm xuống vị trí trái tim của thánh Hải. Đúng lúc này, Hòa văn phức tạp được khắc trên tấm tinh thạch màu máu bỗng nhiên đều sáng từ trong đó tỏa ra một tầng hào quang giống như thực chất cưng rắn cản bàn tay của lão khiến cho lão không cách nào đâm xuống được cùng lúc này bên bờ huyết hồ đột nhiên nổ vang một tiếng thân ảnh hàng lập lần nữa bắn về phía bên này giờ phút này hắn đã thúc dục thiền sát trở ngục công đến cực hạn trên người hắn hơn 400 huyền khiếu nhanh chóng tỏa sáng hào quang hầu như tất cả lực lượng chân linh trong người cũng theo đó mà vận chuyển. Sau lưng hắn, sân nhà cử viên, Ngân sĩ lôi bằng, chân long, thiên phượng, huyền vũ, hiện ra từng cái hư ảnh chân linh, rồi tiếp theo chui vào cơ thể hắn. Mặc dù thân hình không có phát sinh biên hóa, tuy nhiên khi thế trên người lại biến đổi hoàn toàn. Lục Hà Phu Nhân nhìn thấy hình này. Lục Hà Phu Nhân nhìn thấy tình hình kỳ dị này, tuy là thần sắc trên mặt chưa biểu lộ gì, nhưng sâu trong ánh mắt thì hiện ra một tia tán thưởng. Mấy người cốt thiên tầm thì khẽ giật mình. Ách quái cũng chú ý tới biến hóa lúc này của hàng lập. Bỗng dưng bàn tay lão liền thu, không ngờ từ bỏ thánh hài, chủ động nhanh chóng lùi lại ngàn trường. Những ngày sau đó cả người của lão liền một lần nữa bắn nhanh về phía hàng lập đang lao tới. Cùng lúc này dường như trong thể nội của lão kích phát lực lượng huyết mạch ma tộc. Trên người một trận đồn đốt rung động, ngày hai bên thái dương mọc ra hai đoạn xương nhọn màu trắng cong lên trên. Hơn nữa, xương sống lưng còn mọc ra đâm thủng làn da nhô ra ngoài. Theo vậy chuyển biến phát sinh bên ngoài, khí thức trên người ách quái cũng bắt đầu trở nên hung thần. Huyết vụ tỏa ra từ người ách quái trở nên đục ngầu không có chịu được. Một cổ mùi vị huyết tinh đậm đặc từ trong đó thẩm thấu ra ngoài. Thời điểm lão xông tới, thân hình lão có chút cúi xuống, tư thế có hơi khác người. Tuy vậy tốc độ lại nhanh tới cực điểm, đám người chỉ thấy một đạo tàn ảnh mơ hồ cùng thân hình hàng lập mạnh mẽ và vào nhau. Một tiếng ầm giống như âm thanh rộng ngầm hổ ngầm, gào thét vàng. Trên đầu quyền của hàng lập, tập trung hội tụ lực lượng chân linh huyết mạch cũng như lực lượng tinh thần bộc phát, hóa thành một mảnh bạch quang chói mắt, đụng vào cổ mùi vị tràn đầy huyết tinh phồ thiền cái địa. Rầm một tiếng, một mảnh tinh thần màu trắng và một vòng mặt trời màu máu cùng lúc nổ tung chỉ thấy tình quan đầy trời và huyết khí quay cuồng kích động lẫn nhau rồi tan vào nhau hai cổ lực lượng cuồng bạo đồng thời cuốn lên cao mang theo cổ lực lượng kia phát tiếc lên trên hư không trên trời cao phòng vân đột biến nổ vang không thôi từng đạo độ tung tạo ra khai nước không gian đang xen lẫn nhau thật lâu không cách nào biến mất ngay sau đó rìa của huyết hồ chợt một tiếng hét to vang Thợ khắc ách quái bất phần thắng bại với hàng lập bỗng nhiên hai mắt của lão ngưng tụ đột nhiên nằm đâm ép xuống từ đó lần nữa bộc phát ra một cổ lực lượng càng thêm mạnh mẽ vốn là hàng lập gian nan chống đỡ chân linh huyết mạch trong người cùng với thiền sát trấn ngục công đều đã vận chuyển đến đỉnh phong hơn nữa lại không thể nào kéo dài giờ phút này rốt cuộc cũng phùng đà một ngụm máu quyền thể tan rã một cổ khí tức màu máu quay tròn ngưng tụ thành một quyền ảnh cực lớn mạnh mẽ đánh vào người hàng lập cả người hàng lập liền lập tức như diều bị đứt dây bay ngược ra ngoài và đà bột đạo tơ máu ngay trong huyết hồ trực tiếp rơi xuống huyết hồ thân ảnh ách quái nhảy lên từ trên cao hạ xuống đập vào trong huyết hồ song quyền vùng vẫy điền cuồng đập từng quyền từng quyền xuống dưới hồ máu huyết hồ rung mạnh không thôi toàn bộ mặt hồ bắt đầu nhanh chóng hạ xuống nhưng thủy chung không thấy thân ảnh của hàng lộc lệ huynh sắc mặt của thạch xuyên không trắng bệch thì thào kêu. Cốt thiên tầm quay mặt đi, không đành lòng nhìn. Lục hạ phụ nhân cũng theo đó mà thở dài một tiếng. Ngay cả tự linh trong cơn mê mang cũng không tự chủ được nhíu chặt đôi mì thanh tú, lộ ra thống khổ vô cùng. Giờ khắc này, sâu dưới đáy huyết hồ, Hàng Lập chỉ cảm thấy thân thể hắn như bị từng tòa hùng sơn đại nhạc không ngừng trùng kích. Sự cốt cả người giống như bị đứt gãy toàn bộ cho dù muốn dạy dù tranh né một cái nhưng không thể làm được. Càng thêm hỏng bét là hắn cảm thấy từng quyền trọng kích không chỉ đánh trên người mình, đến ngay cả thức hải cũng theo đó mà chấn động không thôi. Thần thức của hắn đã có chút tàn rã, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Chân cực chi mô trên người hắn sớm đã bị đánh nát. Bằng vào một chút lực cuối ngừng tụ ra lực lượng tinh thần cũng đang nhanh chóng tán loạn xói mọn. Cho đến giờ phút này, hắn mới phát hiện ra khoảng cách chênh lệch giữa mình và ách quái thật sự còn quá xa. Thời khắc kết thúc, cuối cùng cũng đã tới. Lệ đạo hữu Đúng lúc này, một tiếng gọi khẽ vang trong đầu hắn. Âm thanh kia nghe hơi giống giọng nói của giải đạo nhân, nhưng lại có chút lạ lẫm. Hàng lập buông đáp, nhưng dường như ngay cả thần thức đều không ngừng tụ được. Lệ đạo hữu Ta sẽ cho nghi mượn bản nguyên linh lực dùng một lát, chớ có kháng cự. Lại là, là một tiếng khẽ gọi. Ngay sau đó, bộ thánh hài nằm trên tấm tinh thạch màu máu, đột nhiên mở hai mắt ra, không ngờ tỉnh lại. Hai tay nó nhanh chóng kết một thủ ấn cổ quái, giờ ngón tay để một cái ngay trái tim mình, rồi lập tức nhấc cổ tay ra. Từ đó tuồn ra một luồng hào quang màu vàng ống, ngưng tụ ngay đầu ngón tay của gã, hóa thành một viên đàn dược màu vàng. Chỉ thấy nó tùy ý bấm quyết, viên kim hoàng kia liền hóa thành một đào hồ quang màu vàng bỗng nhiên lóe lên chui vào trong huyết hồ. Không tốt! Ách quái thấy như vậy, vội vàng phất tay ngăn. viên kim hoàng kỳ giống như có người điều khiển, xuyên qua khai hở của tay lão, trực tiếp nhập vào trong mì tâm của hàng lập. Cái đó là... Lục hoa phù nhân thấy như vậy thì kinh ngạc vàng phần. Là tiên linh lực! Là tiên linh lực! Thạch xuyên không cảm ứng được khi tức trên đó, trên mặt đột biến sợ hãi kêu còn trong mắt của cốt thiên tầm thì lộ ra vẻ nghi hoặc tự như không biết thứ này nhưng vào ngay lúc này sâu trong huyết hồ bỗng nhiên huyết thủy quay cuồng từ đó tuồn ra một mảnh hào quang màu vàng sáng lạng tự như là ánh mặt trời ló dạng ánh mắt của ách quái biến đổi là phát hiện năm đấm của mình không ngờ trở nên chậm chạp không gì sánh được khắp nơi buôn phí trong hư không dường như có từng sợi tơ vô hình dệt thành tâm lưới trói buộc cả người lão khiến cho hành động của lão trở nên chậm chạp. Làm cho lão khiếp sợ nhất, chính là suy nghĩ của lão dường như đang trở nên vô cùng chậm chạp. Chẳng qua, thời điểm lão phát hiện ra chuyện này thì đã quá muộn. Một vòng kim luân chậm rộng thật lớn, chẳng biết từ lúc nào đột nhiên xuất hiện sau lão. Từng tia từng sợi lực lượng thời gian pháp tắc, giống như là gần sóng lưu chuyển, gắt gào nhằm cầm lão ngay tại chỗ. Ách quái mạnh mẽ đúng là không thể nghi ngờ. Cho dù bị chân ngôn bảo luân giam cầm ở khoảng cách gần như vậy, mà động tác của lão không hoàn toàn ngưng động. Trong khi phát hiện vẻ khác thường sau lưng, thì lão liền cố gắng quay người muốn đánh nát bảo luân. Nhưng, hàng lập đâu chịu cho lão cơ hội như vậy chứ. Một tiếng xoẹt lùi mình, chỉ thấy một đạo điện quang màu vàng bỗng nhiên hiện ra. Không ngờ chính là một chui thành trúc phần vân kiếm bị đè nén rất lâu trong thể nội hàng lập. Rốt cuộc mới thoát ra ngoài, phản phất mang theo reo hò vui sướng như được sống lại, bắn thẳng về phía trước của ách quái. Do khoảng cách cả hai thật sự quá gần, mơ hồ trong nhai mắt, mũi thanh trúc vòng vân kiếm đã đâm vào bụng của ách quái. Nhưng thể phát ách quái cường đại, quả thật khiến cho người ta không tưởng được. Uy lực một chùi thanh trúc vòng vân kiếm cũng thật có hạn, khó khăn lắm mới chỉ đâm được bên ngoài đan điền của lão không còn cách nào tiến thêm được. Lúc này, một tiếng hét to từ dưới nước vang lên. Trong lòng bàn tay hàng lập sáng lên hào quang màu vàng. Hắn liền vận dụng một chút tiên linh lực, cùng với lực lượng thân thể còn sót lại cuối cùng. Tất cả đều ào ra, ấn mạnh vào chuôi kiếm. Một tiếng xùy vàng nhỏ. Cuối cùng, thành trúc phong vân kiếm đã xuyên qua bụng của ách quái, trực tiếp đâm vào đan điện của lão. Bỗng nhiên, một đạo lưu điện màu vàng lóe lên chợt một tiếng sấm sét nổ vang trong miệng ách quái phát ra một tiếng kêu thảm thiết kéo dài vùng đan điền nổ tung thành một lỗ máu từ đó tỏa ra một luồng khói khét lẹt ngay sau đó chỉ thấy huyết quang trong mắt lão bắt đầu tan ra khôi phục lại màu sắc vốn có ban đầu ô quang trên người cũng dần dần biến mất tuy vậy xương cốt nhô ra ngoài thì không có thùng cả người lão bịch 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 lùi về sau ba bước rồi tiếp theo ngửa mặt lên trời ngã ngược ra sau chương 983, hồi sinh. Người dịch CL Phạm. Hàng Lập cố gắng đứng dậy, tập tỉnh đi tới phía trước, giơ tay rút thanh trúc phong vân kiếm đầm trong đang điện của ác quái ra. Lông mày của hắn nhíu chặt, một kiếm chém ngang, cắt đầu ách quái. Lúc này hắn cảm thấy kiệt sức, trận nguồn bạo luân và thanh trúc phong vân kiếm đều lấy hào quang, rồi tự động quay trở về trong người hắn. Toàn thân hàng lập đầy vết máu, cơ thể bị hủy hoại tại tơi nhưng hắn chỉ nhìn tự linh đang ở đằng xa Khóe miệng nở ra một nụ cười hai chân mềm nhũng rồi ngồi bệt xuống đất lục hoa phù nhân cốt thiên tầm cùng thạch xuyên không nhìn thiết cảnh này trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ ách thành chủ anh quái cứ như vậy mà chết rồi ư cốt thiên tầm lẩm bẩm một tiếng lục hoa phù nhân không nói gì chỉ yên lặng gật nhẹ đầu sau khi hết khiếp sợ, Thạch Xuyên Không không khỏi thở dài, cũng ngồi bệt trên mặt đất. Hàng đập cố gắng khoanh chân, hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt. Tại lúc này, viên đan dược màu vàng trong người nhanh chóng thu nhỏ sắp biến mất. Tiên linh lực trong cơ thể cũng nhanh chóng trở nên đình trệ. Hắn thừa dịp còn có thể vận chuyển tiên linh lực trong người, vội vàng lấy từ trong không gian hoa chi ra một ít đan dược. Đan dược chữ thương trên người hắn đã gần hết, hơn nữa đan dược bên trong tích lần không cảnh thì sao có thể so sánh với đan dược ở bên ngoài được sau khi lấy ra đủ đan dược đôi mắt hàng lập lóe lên một chút dường như nhớ ra điều gì hắn đưa tay vào trong ngực hắc quang lóe lên trong tay hắn từ đó xuất hiện một pho tượng màu đen đã chính là pho tượng lấy được từ chiêu cốt chân nhân ngay sau khi làm xong việc này viên đan dược màu vàng trong người hàng lập đã biến mất hoàn toàn tiên linh lực trong người cũng dừng lại hoàn toàn Hắn không hề quan tâm đến chuyện này nữa, lấy ra vài viên đan dược nuốt vào, thường thế trên người nhanh chóng được cải thiện. Lệ đạo hữu, người có ổn không? Không ngờ người lại có thực lực như vậy, ngay cả ác quái cũng không phải là đối thủ của người. Thạch Xuyên Không đi tới hỏi. À, không sao. Hàng độc khoác tay áo từ chối cho ý kiến. Đứng dậy, đi đến bên cạnh tự linh, cẩn thận kiểm tra tình hình của nàng. Thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng, hắn mới nhẹ nhàng thở dài ra, sau đó xe người đi đến bên cạnh thi thể của ách quái. Thần thức đảo qua, lông mày nhăn. Trên người ách quái, vậy mà trống rỗng, không có gì. Sao lại như vậy chứ? Hàng lập ngạc nhiên, bên trong tích lần không cảnh, không thể nào sử dụng trữ vật pháp khí. Vì vậy trên người mỗi người đều mang theo không ít vật dụng cần thiết, không thể thiếu như đàn dược, vũ khí. Tại sao trên người ách quái lại không có vật gì? Chẳng lẽ là trong lúc giao chiến đã thất lạc? ánh mắt hắn xoay chuyển, nhìn thấy trên ngón tay trái của ác quái có một cốt giới chỉ màu trắng. Chiếc nhận này dường như dùng hai cốt để chế tạo thành, tàn mắt ra bạch quang nhẹ nhẹ, nhìn qua biết ngay không phải là vật tầm thường. Hàng Lập suy nghĩ một lát rồi lấy giới chỉ ra. Ánh mắt không tệ, ta đã lấy hai cốt tinh không thú làm vật liệu, là dùng tinh thần và không gian cơm chế, luyện chế ra tinh không giới cho ách quái chỉ cần dùng lực lượng tinh thần là có thể sử dụng. Lục Hoa Phu Nhân nói, Hàng Lập nghe liếc nhìn Lục Hoa Phu Nhân, âm thầm thúc giục lực lượng tinh thần trong người, rót vào trong cốt giới, đồng thời thần thức cũng bắt đầu tìm kiếm bên trong. Cốt giới hiện ra một tầng bạch quan, chặn thần thức của hắn. Hàng Lập yên lặng vận chuyển lực lượng tinh thần trong huyền khiếu, làm chấn động tầng tầng bạch quan, nhanh chóng một tiếng rắc vang. Bạch quan vỡ vụn, thần thức hắn liền chui vào bên trong cốt giới không gian bên trong giới chỉ không lớn, chỉ khoảng 2-3 trường. Một trữ vật pháp khí bất kỳ ở bên ngoài so với cái này cũng lớn hơn nhiều. Nhưng bên trong tích lần không cảnh này không cách nào sử dụng được tiên linh lực. Một món trữ vật pháp khí như vậy thì lại là cực kỳ trân quý. Có rất nhiều thứ bên trong không gian trữ vật này, chẳng hạn như đan dược, vũ khí, thú hoạch, còn có các điện tịch và một số vật khác. Thần thức hạng lập quét qua những thứ này và nhanh chóng tìm kiếm chẳng mấy chốc đôi mắt hắn sáng lên tập trung vào một góc của không gian trữ vật nơi đó đặt hai bức tượng hai bức tượng này quen thuộc với hàn lập vô cùng cơ bản giống với hai bức tượng thiền sát trấn ngục công trong tay hắn chính là hai bức tượng còn lại hàn lập mừng thầm nhưng không lấy ra để tránh bị để ý hắn thu hồi thần thức đeo cốt giới trữ vật vào ngón tay mình sau đó lấy ra hai bức tượng trên người và những đang dược kia bỏ vào bên trong Lúc này tiếng rầm ào ào vang lên bên trong huyết hồ ở gần đó. Một đạo ánh sáng màu máu từ bên trong bắn ra, nhanh chóng ba bọc lấy cơ thể quái quái. Vèo một tiếng kéo vào trong hồ biến mất. Lông mày hàng lập nhíu lại, xoay người nhìn quan tài thủy tinh, khuôn mặt lóe lên vẻ trầm ngâm. Lúc này sa tâm ở bên cạnh cũng từ từ tỉnh lại. Tuy rằng cơ thể nàng tổn hại nghiêm trọng, nhưng mà vẫn miễn cưỡng đứng lên được. Cùng lúc sa tâm tỉnh dậy, đôi mì thanh tú của tử linh bên cạnh Cùng khẽ động rồi mở mắt ra. Hàng lập nhìn thấy cảnh này khuôn mặt vui vẻ, đang muốn bước đến nhưng đột nhiên dừng bước. Ách quái! Sa tâm nhìn xung quanh và rất nhanh nhìn thi thi thể của ách quái, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Sa tâm thành chủ hoàng tâm, ách quái đã bị lệ đạo hữu giết rồi. Lục hạ phụ nhân nhếch miệng cười nói, sa tâm nghe khuôn mặt thả lỏng, nhìn về hàng lập với vẻ ngạc nhiên mở miệng đang muốn nói điều gì. Tốt rồi, ách quái đã chết. Không còn việc gì của các người nữa. Những người khác đều rời đi, lệ đào hữu ở lại với ta. Một giọng nói uy nghiêm từ bên trong quan tài thủy tinh truyền ra chính là giọng nói của giải đạo nhân. Và thời điểm này, nước trong huyết hồ vẫn đang tràn về phía quan tài thủy tinh. Gia thịt thánh hài rõ ràng đã căng ra, biến thành một cơ thể nam nhân trần trụi. Người này trông giống như một nam tử trung niên, với mái tóc trắng và khuôn mặt vuông. Mặc dù lúc này mắt hắn vẫn đang nhắm, nhưng vẫn tắt ra vẻ uy nghiêm. Hình dáng này, Hàng Lập nhìn cơ thể nam nhân trong quan tài thủy tinh Đôi mắt hắn khẽ lóe lên. Tại lúc này, nam nhân nằm trong quan tài, có mấy phần dân với dạy đạo nhân năm xưa, nhưng không giống hoàn toàn. Chủ, chủ nhân, ngài cuối cùng đã sống lại rồi, thật là tốt quá sà tầm nhìn thấy cảnh này, khuôn mặt nàng lộ ra vẻ vui mừng như điên. Mặc kệ vết thương trên người mà quyền lại quan tài thủy tinh trên mặt đất, kích động nói. Ta vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Phải cần một khoảng thời gian tình dưỡng. Có lệ đạo hữu ở đây bảo vệ ta là được rồi. Giả đạo nhân tiếp tục nói. Việc này, lệ đạo hữu tuy rằng giúp chúng ta giết ách quái, nhưng dù sao hắn cũng là ngoại nhân. Hay là để thuộc hạ bảo vệ thì tốt hơn. Sa Tâm nhìn Hàng Lập rồi nhẹ nhàng nói. Lệ Đào Hữu đã cùng ta tương giao nhiều năm. Người không cần lo. Hơn nữa, hiện tại ta có nhiệm vụ khác phân công cho người. Giải Đạo Nhân nói đến phần nữa liền nhỏ dòng xuống, hiện nhiên đang chuyển sang truyền âm. Thuộc hạ tuân mệnh. Lệ Đào Hữu, nơi này trông cậy vào ngươi. Khuôn mặt Sa Tâm thay đổi, lập tức gật đầu nói với Hàng Lập một tiếng, sau đó mang theo tự linh đi ra bên ngoài. Đợi một chút, xa tâm thành chủ. Tự linh là bằng hữu ta. Kính xin các hạ gỡ bỏ cầm chế trong thần hồn nàng. Để nàng trở về bản tâm. Hàng lập chợt gọi xa tâm lại nói. Tự linh nghe cơ thể chấn động, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Người xem tri nhớ ta. À, thì chút nữa đọc quên mất việc này. Ngày đó tự linh mới vào khôi thành. Tài lo lắng, nàng chính là nhàn tế huyện thành phai tới. Cho nên mới phòng ấn tri nhớ của nàng kính xin lời đạo hữu cho trách ta sẽ giải trừ phong ấn cho nàng ngay sa tầm nghe lên tiếng xin lỗi hàng lập sau đó đi đến trước mặt tự linh hai tay nàng nhanh chóng bấm điểm pháp quyết bỗng nhiên đưa hai ngón tay ra điểm vào đôi lông mày của tự linh trong miệng nói lẩm bẩm ánh sáng màu vàng thoát ra chui vào đôi lông mày của tự linh trên trán tự linh xuất hiện đường hoa văn màu vàng tạo thành hình phong ấn thuật đôi mắt trở nên mơ hồ cơ thể mềm nhũng ngã ngồi trên mặt đất Giải! Sa tâm khẹp quát một tiếng. Đường hoa vàng màu vàng trên trán tự linh sáng lên, sau đó hóa thành vô số quan điểm phiêu tán. Tự linh rên lên một tiếng rồi hôn mê, cơ thể ngã trên mặt đất. Một bóng người lóe lên, thân ảnh hàng lập xuất hiện ngay bên cạnh đỡ lý tự linh. Chuyện gì đã xảy ra với nàng? Lệ đào hữu không cần sốt ruột. Tự linh nàng ấy chỉ là tạm thời hôn mê, sẽ nhanh chóng tỉnh lại mà thôi. Sa tâm cười nhạt nói, Nói xong, nàng quay về phía quan tài thủy tinh thì lễ một cái, rồi quay người đi ra ngoài. Lục Hòa Phù Nhân và Cốt Thiên Tầm cũng đi theo đằng sau. Ánh mắt của Thạch Xuyên Không đã rời khỏi người nhải đạo nhân, nhìn sang hàng lập. Dường như muốn nói điều gì, nhưng lại thôi mà đi ra ngoài. Mấy người nhanh chóng ra khỏi không gian ngầm dưới lòng đất và đi ra bên ngoài. Sa tâm đâm lối vào thông đạo, không rời đi mà khoanh chân ngồi xuống bên ngoài trên người tỏa ra ánh sáng mạch quang nhàn nhạt dường như đang vận công chữ thương ba người lục hoa phụ nhân cũng không rời đi mà mỗi người đi đến đứng bên cạnh khuôn mặt lục hoa phu nhân âm tình bất định sau đó cắn răng một cái mang theo cốt thiên tầm đi đến trước mặt xa tâm chắp tay nói tại hạ lục hoa mang theo con gái thiên tầm bài kiến xa tâm thành chủ đại lễ này của lục hoa đào hưởng tiểu nữ làm sao dám nhận chứ xa tâm chậm rãi mở mắt bình tĩnh nói. Xa tâm thành chủ đức cao vòng trọng, hôm nay có vị cao nhân trong quan tài thủy tinh kia tương trợ cho người, thập nhất tích lần không cảnh trong tầm tay. Tại hạ trước kia mở mắt, tương trợ ác tặc ác quái đối đầu với xa tâm thành chủ. Mong thành chủ rộng lòng tha thứ, hôm nay tại hạ nguyện ý bỏ tối theo sáng, làm thuộc hạ cho xa tâm thành chủ, mong đoàn thành chủ có thể thu nhận. Lục hòa phụ nhân thành khẩn nói, tiểu nữ cũng nguyện ý gia nhập khôi thành, mong rằng thành chủ chấp nhận cốt thiên tầm cũng khom mình hành lễ nói à các người muốn gia nhập khôi thành sao cốt thiên tầm thì chưa nói đến còn lục hoa đạo hữu trước kia người tương trợ ách quái nghiện cư chế tạo ra không biết bao nhiêu tinh khí tạo thành vô số tổn thương với khôi thành chúng ta xem như ta có thể độ lượng thu nhận người vào khôi thành chỉ sợ rằng những người khác trong khôi thành cũng không tha cho ngươi sa tâm lượm lục hoa Phu nhân một cái rồi lạnh lùng nói tại hà hiểu rõ để làm dịu cơn giận của những người ở khôi thành tại hà sẵn sàng nói rõ bố trí binh lực xung quanh huyền thành còn có nhược điểm của cơm chế phòng ngự thành cho sa tâm thành chủ biết phòng ngự của huyền thành đại đa số đều gia ta cùng ách quái luyện thủ bố trí không biết như vậy có được hay không lục hoa Phu nhân cười khổ một tiếng nói nếu như lục hoa đạo hữu đã có thành ý như vậy tiểu nữ cũng không thể không thù nhận ngươi. Tốt rồi, bắt đầu từ hôm nay, hai người các ngươi chính là người của khôi thành ta. Sa tầm nghe thì ánh mắt sáng lên nói. Đà tạ thành chủ. Lục hòa phu nhân vui mừng là cùng cốt thiên tầm thì lễ một lần nữa. Kết thúc tập 200 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.